Rồi xin chào mọi người nha. Sau đây kết thúc. Ngày mai nói cho em mọi người em. Nhớ xe và lấy kim nữa mọi người em ơi. Ngày mai đám cưới anh bán cà lem cho em, anh bán cà lem hãy cùng một ngày. Bữa nào bạn lấy hai đứa mình ăn nghe em, ăn hoài mà không được. Rồi xong đám cưới anh bán bò khô cho em, ê, anh bán bò khô hãy đợi một ngày. Bữa nào bạn lấy hai đứa mình đem ra ăn, ăn từ son tới đồi, ê. Rồi sau đám cưới anh bán mì cay cho em, anh bán mì cay hay nồi một ngày. Bữa nào bạn lấy hai đứa mình ăn luôn em, ăn hoài mà không Yeah.